Không còn có thể nhận ra con đường lên núi Hái Na của bà con ở đâu nữa. Con đường trước vốn ở chính giữa điểm quét núi này, nhưng do hoạt động nổ mìn khai thác đá, tuyến đường cứ phải lùi dần sang mép núi bên phải. Hai tháng trở lại đây thì đoạn đường khoảng 20 mét sát trên đỉnh đã bị sụt mất, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường lên núi thu hoạch na. Bây giờ lại càng bắn mở rộng hơn, không còn đường đi lại của chúng tôi nữa. Đang mùa thu hoạch, chúng tôi cũng không đi lại được để thu hoạch và chăm sóc cây na. Đây là con đường còn lại duy nhất để lên núi lấy na. Nhiều vị trí dốc đứng phải bám chặt dây thừng để đu lên. Một bên là vách núi sâu cả 100 mét, và bên này chúng tôi phải bám theo cả cái dây thừng của người dân thì mới có thể leo lên được. Bà con cho biết là cái đoạn trên còn khó đi rất là nhiều, thậm chí có chỗ là sạt lở không thể đi được nữa rồi. Và thực sự là đến như tôi đến giờ là không dám đi nữa, bởi vì nó quá nguy hiểm. Người dân còn phải mang theo thúng để đựng na, chứ không phải chỉ đi tay không. Và đây là một đoạn mới sạt mất. Phía dưới là vách núi dựng đứng. Chỉ những thợ khoan đá chuyên nghiệp hay một vài đàn ông kinh nghiệm trong làng mới dám đu theo dây để đi qua. Hiện có những vườn na trái vụ đã đến lúc thu hoạch nhưng phải để hỏng, thối trên đỉnh núi như này. Ngày trước là cái đoạn trên ý, gần tới ý, là còn có cái chão để bám lên, nhưng đến bây giờ là coi như hết sạch, không thể đi nổi nữa. Chúng tôi là đàn bà con gái, chúng tôi không đi nổi nữa. Bà con mong muốn công ty làm sao mà hỗ trợ cho bà con di chuyển đi mua bãi na ở chỗ khác để mà tăng gia sản xuất. Chứ còn làm như này thì nó cái mạng người nó không biết là như nào, nó rất nguy hiểm. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Cai Kinh, khu vực canh tác na của người dân nằm lân cận mỏ đá Hồng Phong 2. Riêng tuyến đường đi lấy na thì nằm hoàn toàn trong quy hoạch mỏ đá, đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng từ nhiều năm nay. Những tháng gần đây, mỏ bắt đầu khai thác vào khu vực phía trong đã ảnh hưởng tới tuyến đường lên lấy na của bà con. Hiện nay là cái khu vực bị ảnh hưởng, cái khu vực vành đai của doanh nghiệp bắn mìn thì có 35 hộ dân. Và hơn 10.000 cây na thì đến nay bà con là phải đi qua con đường đấy mà mới là thu được cây na. Thì do vậy chúng tôi muốn phối hợp với doanh nghiệp mở được cái con đường để bà con thu na được, chứ không thì sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của bà con. Về lâu về dài, mặc dù không nằm trong dự án nhưng mong muốn của các hộ là được hỗ trợ để các hộ di rời sang khu vực khác. Có thể 1-2 năm tới này là công ty sẽ định hướng để hỗ trợ cho bà con và để bà con chuyển khỏi khu vực lân cận của vùng dự án. Đó là về lâu dài, còn trước mắt với hàng nghìn gốc na chuẩn bị vào vụ thu hoạch trong tháng 11 này, phía mỏ đá cam kết cố gắng đến giữa tháng này sẽ hoàn thiện tuyến đường mới để bà con thuận lợi thu hoạch na.